đang đổ đèo, tài xế bất ngờ gặp ma giữa đường. Vào lúc 23:55 ngày 13 tháng 5. Rồi, như vậy là phía xa xa đang có một cái gì đó ở giữa đường. Gì đây? À, cử động rồi. Gì đấy? Chúng ta hãy cùng xem nó là cái gì. Video khá mờ, tôi không nhìn rõ là gì. À đây, một thanh niên ngồi giữa đường à? Ông anh ơi, ngồi gọn vào đây. Vâng, ngồi gọn vào trong giày này này. Rồi, không biết là thanh niên này có vẻ như là đã say rồi sao ấy. Đấy, nằm ra giữa đường này, gần 12 giờ đêm. Gọn vào để đi cái. Úi giời, đứng còn không đứng được này. Úi giời, đấy. Rồi ôi. Úi giời, rượu chè thế này đi. Được rồi. Ngồi vào đây này. Đây, đi vào đây. Đi vào trong này đi. Đi vào đây, ngồi vào trong này để đường người ta còn đi. Không hiểu là đi uống rượu đâu về đấy, say nằm ngay giữa đường. May là bác tài pha đấy còn để ý đấy, chứ không thì không biết thế nào. Tôi lại cứ tưởng là cái gì nằm giữa đường. Dùng mình phết đấy. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.